Xin chào cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phúc Tài Chính và ngày hôm nay mời cô chú, anh chị và các bạn đến với những thông tin mới nhất trên kênh Phúc Tài Chính. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, hôm nay là ngày 30 tháng 4, ngày đất nước chọn niềm vui, ngày giải phóng và cháu Phúc Tài Chính xin gửi lời chúc sức khỏe đến các cô chú cựu chiến binh, những người đã hy sinh thân mình, xả thân để bảo vệ đất nước để cho lớp thế hệ trẻ chúng cháu ngày hôm nay được hưởng hòa bình, độc lập thưa cô chú anh chị và các bạn khi mà được xem lại những cái thước phim đã ghi lại những cái ngày tháng hào hùng lịch sử của các ông các bà các cụ đã chiến đấu vì một đất nước tự do độc lập một đất nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam dưới cái sự dẫn dắt của bác hồ thì bản thân trong phúc tài chính luôn cảm thấy được sống lại những cái ngày tháng hào hùng đó và có lẽ khi mà bước vào drama thì phúc tài chính cảm giác là cũng được may mắn sống lại trong những cái ngày tháng hào hùng khi mà cùng nhau đấu tranh cùng nhau lên tiếng chiến đấu vì người dân chiến đấu vì những cái lý tưởng cao đẹp và thưa cô chú anh chị và các bạn, có lẽ những ai mà được sống vì lý tưởng, một cái lý tưởng chiến đấu vì những điều tốt đẹp cho người dân, cho đất nước Việt Nam, với một tình yêu dân yêu nước nồng nàn, thì có lẽ sẽ cảm nhận được cái drama này sẽ mang lại cái giá trị tinh thần rất là to lớn. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, khi mà bước vào drama, lần đầu tiên trong cái cuộc đời của Phúc Tài Chính được chứng kiến cái cảnh mà rất nhiều người sát cánh bên nhau cùng lên tiếng chiến chiến đấu bởi vì cái thế lực truyền thông của bên thần y và của bên nghệ sĩ và ngay cả bên thiền am nữa đó là một cái thế lực truyền thông cực kỳ lớn như Hoài Linh, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng hay Thủy Tiên đều có hàng chục triệu người theo dõi. Mà với bản thân mỗi người dân chúng ta, nhiều cô chú và ngay cả Phúc Tài Chính ban đầu cũng thế cũng chỉ là có một cái nick comment thôi, chẳng có ai theo dõi cả. Nhưng mà với cái sự đồng lòng, cái sự sát cánh, cái sự ủng hộ tiếng nói của cô Nguyễn Phương Hằng thì tất cả chúng ta đã đoàn kết và đè bẹp thần y, đè bẹp nghệ sĩ bẩn và đã tung thiền nam ra khỏi cộng đồng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn khởi đầu drama chính là là cái việc cô Nguyễn Phương Hằng lên tiếng cho câu chuyện thần y. Và đến tại thời điểm bây giờ thì như chúng ta đã chứng kiến, thì Nam thì đã vào tù hết rồi. Lê Tùng Vân hiện tại là tại ngoại nhưng mà thực tế là đang chịu cái mức án là 5 năm tù giam. Và bây giờ lại tiếp tục bị khởi tố về câu chuyện lạ luân. Và thì Nam coi như cùng nhau vào tù hết rồi còn những nghệ sĩ thì đến bây giờ thò mặt ra là cộng đồng chửi bởi vì với một người mang tiếng là nghệ sĩ nhé cứ chứ còn với phúc tài chính thì những người như hoài linh trấn thành đàm vĩnh hưng thủy tiên không phải là nghệ sĩ họ chẳng qua là có một cái khả năng nào đó họ lên trên mạng thôi là những người mà tạo ra những cái sản phẩm ở trên mạng chứ không phải là nghệ sĩ nghệ sĩ phải sống vì nhân dân nói lên tiếng nói của nhân dân đây cứ tiền tao tao giữ túi tao tao giữ đầy túi là được còn nhân dân thì sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi y như hoài linh ấy, người dân lũ lụt sống chết mặc bay tiền tao cứ cho vào ngân hàng cái đã ngày xưa thì chưa có ngân hàng thì người ta bỏ túi bây giờ thì có ngân hàng có tài khoản thì coi như chú hoài linh cứ chỉ có com com để trong tài khoản và thưa cô chú anh chị và các bạn với những người nghệ sĩ ấy, thì họ đã mất hết rồi bởi vì nghệ sĩ quan trọng là cái tình yêu của người dân danh tiếng từ đâu danh tiếng là từ cái tình yêu của người dân mà bây giờ người dân tẩy chay thò mặt lên mạng bán hàng như cô thủy tiên bị người dân chửi phải nói là chửi như chó cô chú anh chị ạ à. đây là một cái thực tế diễn ra toàn x l m l các thể loại như vậy thì còn đâu nữa người nghệ sĩ bây giờ coi như họ cũng đã mất hết rồi nhưng mà chỉ riêng một cái người mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn cảm thấy bức xúc và bây giờ không biết nó ở đâu đó chính là võ hoàng yên võ hoàng yên là khởi đầu cho drama này nhưng mà bây giờ chúng ta không thể biết được võ hoàng yên đang ở đâu bởi vì hoàng yên đã lặn rồi cô chú anh chị ạ à. cái thành công đầu tiên của cô nguyễn phương hằng và cộng đồng phan chính nghĩa đã khiến cho thần y bay ra khỏi mạng xã hội nhưng mà với những gì mà thần y võ hoàng yên làm thì có lẽ rất nhiều cô chú anh chị và các bạn còn muốn võ hoàng yên phải trả giá nhiều hơn nữa bởi vì đơn giản rằng với cái việc là xa rời mạng xã hội không dám thò mặt lên mạng xã hội thì võ hoàng yên chỉ đơn giản là không thể kiếm thêm tiền thôi chứ còn là hàng mấy chục năm trời cứ đi lừa đảo rồi là chữa bệnh lừa đảo này có một ốm tiền rồi chẳng qua bây giờ là không kiếm thêm tiền thôi chứ những cái gì mà tiền mà đã kiếm được cũng đã đủ đầy túi rồi vì vậy nên là nếu như mà võ hoàng yên vẫn chưa bị xử lý một cách mạnh mẽ hơn bên cạnh cái việc là tẩy chay trên cộng đồng mạng thì chắc hẳn là rất nhiều cô chú anh chị vẫn còn đau đáu về cái tên võ hoàng yên này và ngày hôm nay phúc tài chính xin gửi tới cô chú anh chị và các bạn một cái bài viết trên báo thanh niên về thực hư tài chữa bệnh của thần y võ hoàng yên Ai cũng biết mà cuối cùng là Võ Hoàng Yên không bị xử lý pháp luật thì thực sự là rất nhiều cô chú anh chị vẫn cảm thấy đó như là một cái ung nhọt, như là một cái gai muốn nhổ ra khỏi cộng đồng. Võ Hoàng Yên, 46 tuổi, được đồn thổi là thần y, có khả năng trị bệnh câm, điếc, bại liệt nên nhiều người tìm đến chữa trị, thực hư thế nào. Khi còn ở Cà Mau, ông Yên khám chữa bệnh nhưng không được cấp phép nên 3 năm liền 2009, 2010, 2011 bị chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế không phép. Và đây chính là hình ảnh tranh cãi nảy lửa khi vợ chồng đại gia Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng gặp ông Võ Hoàng Yên. Và như cô chú anh chị thấy, từ năm 2009, 2010, 2011 đã bị xử phạt hành chính về cái việc là khám chữa bệnh và cung cấp dịch vụ y tế không phép. Là như vậy là hơn 10 năm bị xử phạt. Một con người mà bị xử phạt về cái chuyện là khám chữa bệnh không phép, vậy mà hơn chục năm qua vẫn lừa đảo ở trên cộng đồng mạng. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, từ những cái năm 2011 ấy, thì bắt đầu là mạng xã hội Facebook bắt đầu phổ biến và từ đó là YouTube rất là phổ biến. Và trong hơn 10 năm đấy thì Võ Hoàng Yên đã tác oai tác quái có thể nói là đánh chiếm, đánh sóng những cái mạng xã hội ầm 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 để có thể có thêm nạn nhân, để có thêm người bệnh đến chữa bệnh cho Võ Hoàng Yên. Một cái người bị xử phạt vì khám chữa bệnh không phép mà cuối cùng trở thành một thần y. Và có lẽ bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng cho câu chuyện thần y này và cho gặp bao nhiêu khó khăn từ cái việc bị tấn công trên cộng đồng mạng, từ cái việc va phải ba ba một để rồi bây giờ đang là đi nghỉ dưỡng. Thì thưa cô chú anh chị và các bạn Đó là những cái điều mà lên tiếng cho sự thật Nhưng mà gặp phải rất nhiều những cái đắng cay Cũng may là chúng ta cảm thấy nhìn thấy cái hình ảnh Trong cái phiên tòa phúc thẩm vừa rồi Thì cảm giác đúng là như cô Hằng đi nghỉ dưỡng thật Nên là một phần nào chúng ta cũng được an ủi Nhưng cũng không đồng nghĩa với việc là chúng ta tha thứ cho thần y Võ Hoàng Yên này Ba lần bị phạt hành chính Lần cuối ông Yên bị chính quyền tỉnh Cà Mau phạt hành chính là vào khoảng tháng 6 năm 2011, ba lần phạt hành chính mà thành thần y. Theo đó, ngày 26 tháng 5 năm 2011, đoàn công tác liên ngành của huyện Cái Nước, Cà Mau kiểm tra nhà cha vợ ông Võ Hoàng Yên là ông NTB, thời điểm đó ông B là trưởng ban nhân dân ấp Cái Nước, thị trấn Cái Nước là điểm tụ tập đông người để ông Yên khám chữa bệnh. Trên căn gác lửng, nơi ông Yên trị bệnh, đoàn công tác phát hiện có vỏ bơm ống tiêm đã qua sử dụng và chưa sử dụng, nhiều hộp găng tay chưa sử dụng, nhiều lọ dầu nóng hiệu TS và lọ nước có màu vàng. Ông Phạm Thanh Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cái Nước kể, thời điểm đó, 2009-2011, người ta đồn thổi thần y võ hoàng yên có thể trị được bệnh câm mù bẩm sinh và cả ung thư bại liệt viêm mảng não ui giời ơi tôi biết trước kia có nhiều người dân địa phương tìm đến ông yên điều trị nhưng chưa phát hiện trường hợp nào khỏi bệnh sau 3 lần bị phạt hành chính ông yên đã rời khỏi địa phương đi nơi khác hành nghề Vợ của đại gia Dũng Lò Vôi tố học trò ông Võ Hoàng Yên bán phiếu chui cho bệnh nhân. Thần y kiểu gì đến khi bị bà Hằng tố cáo mặt toàn cúi xuống như kiểu là học sinh bị phạm lỗi ấy. Trao đổi với phóng viên thanh niên, một bác sĩ từng công tác tại một bệnh viện ở thành phố Cần Thơ bức xúc kể. Khi đó, tháng 6 năm 2012, tôi thấy ông Yên và các đệ tử về Cần Thơ tổ chức khám chữa bệnh. Họ nói là từ thiện, nhưng có một cái thùng để người ta bỏ tiền vô. Họ cũng bán dầu nóng, bán thuốc đông y. Tôi thấy như vậy là rất kỳ, nên có ý kiến với người trách nhiệm là không để nhóm người này mượn danh cơ quan chức năng để khám chữa bệnh như thế, vì không hiệu quả mà hậu quả lại rất lớn. Ông AH ngụ thành phố Cần Thơ cho biết, con trai ông là AP bị câm bẩm sinh, nghe lời dẫn ông yên trị hết bệnh nên ông đưa con đi điều trị, cả hai vợ chồng con tôi đều bị câm nhưng gia đình quyết đưa con trai tôi đi trước để xem thầy chị như thế nào sau khi thầy chị con trai tôi sưng họng cả tuần vì bị thầy nắm lưỡi giật thấy con trai như vậy gia đình hoảng quá nên không dám đưa con dâu đi chị ông a hát kể và cho biết thêm con trai ông sau khi được thầy yên trị bệnh câm về vẫn hoàn toàn không nói được và thưa cô chú anh chị và các bạn, người ta đã câm, người ta không nói được rồi, nên là ông yên ông ấy dịch lưỡi đau nhưng người ta không thể nói được cô chú anh chị ạ, à. toàn cái kiểu ở đâu toán đi bắt nạt người bệnh như thế này, còn bà bn ngụ thành phố cần thơ có con gái bị bại liệt từ nhỏ, tin lời đồn thổi bà đưa con đi tìm thầy yên nhờ cậy chữa trị, khi đó mẹ con tôi còn ở xã khánh tiến, huyện u minh cà mau, nghe người ta chỉ dẫn tôi đưa con mình đến để cho ông yên bấm huyệt, nắn bóp chân tay, chữa bệnh. Đưa con đi mấy lần nhưng thấy không hiệu quả nên tôi không đưa đi nữa. Và đây chính là ông Võ Hoàng Yên viết thư cho vợ chồng ông Dũng Lò Vôi. Ông Võ Hoàng Yên viết thư xin gửi lại tiền và sổ đỏ cho vợ chồng ông Dũng Lò Vôi. Phải gửi lại ngay không là đến lúc là công an vào cuộc là tổ mọt gông. Hoang tàn trung tâm chữa bệnh của thần y trao đổi với phóng viên thanh niên ông Ngô Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết vào năm 2015, thần y Võ Hoàng Yên được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giao cho khu đất rộng hơn 2 hecta ở thôn Yên Khánh của xã để mở trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh. Khu đất này trước đây là của trường trung học cơ sở Cẩm Vịnh Cũ. Sau khi tiếp nhận, ông Yên cho sửa sang ngăn thành từng phòng để phục vụ cho khám chữa bệnh. Từ khi mở cửa, trung tâm của ông Yên luôn có rất đông người dân ở khắp các tỉnh thành đến khám chữa bệnh cầm điếc bại liệt xương khớp. Phương pháp chữa bệnh của trung tâm này là bằng y học cổ truyền. Tôi cũng từng đưa người thân đến nhờ ông Yên chữa bệnh xương khớp, nhưng bệnh tình không thuyền giảm. Ông Chiến nói, theo ông Chiến, trung tâm của ông Yên chỉ khám chữa bệnh theo từng đợt, thường là 10 ngày cuối tháng. Đầu năm 2016 thì trung tâm này đóng cửa cho đến nay. Còn ông Nguyễn Đình Dũng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ y Sở Y tế Hà Tĩnh cho hay, vào tháng 10 năm 2015, sở này đã đặt cách cấp phép cho ông Yên mở trung tâm phục hồi chức năng và dưỡng sinh để hoạt động khám chữa bệnh. Thực tế thì ông Yên bắt đầu về Hà Tĩnh thực hiện việc khám chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt xoa bóp từ năm 2011. Khi xin mở trung tâm, ông Yên vẫn chưa có các chứng chỉ hành nghề và thưa cô chú anh chị và các bạn khi đọc những cái thông tin này thì chúng ta phải công nhận một điều Võ Hoàng Yên là một tay rất thông minh, đi đến đâu cũng thông qua chính quyền. Vì vậy nên là nếu như mà chúng ta tìm hiểu kỹ thì chính Võ Hoàng Yên này cũng là một người mà có rất nhiều mối quan hệ. Nên là chia sẻ thật với cô chú anh chị và các bạn nếu như mà lôi đầu ông Võ Hoàng Yên này ra thì quả thực nó là một tập đoàn và không biết nó sẽ còn đụng chạm đến nhiều người như thế nào nữa và những cái người ở đây thì chúng ta cần phải là cho vào ngoặc kép bởi vì thực sự là đi đến đâu từng bước chân của ông yên cũng đều thông qua chính quyền như thế này không biết là hắn ta đã làm cái cách gì mà lại có thể thông qua chính quyền một cách đường hoàng như thế này và chắc chắn là cũng sẽ có người đứng sau để mà chống đỡ nên là quả thực khi mà bà nguyễn phương hằng nói đến ông võ hoàng yên thực sự là đã động đến một cái gì đó phóng viên thanh niên cũng đã tìm hiểu thêm thông tin về việc khám chữa bệnh của ông yên tại bình thuận ông giáp hà bắc chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tánh linh bình thuận cho biết ông võ hoàng yên đến tánh linh để chữa bệnh tại cơ sở chữa bệnh đông y do ông nguyễn cửu chủ tịch tri hội đông y huyện tánh linh đứng tên khi phóng viên thanh niên hỏi về hiệu quả trong việc điều trị bệnh của ông yên ông lê văn hồng phó giám đốc sở y tế bình thuận nói cái đó phải có hội đồng đánh giá mới có thể biết. Còn tại Bình Phước, theo tìm hiểu của phóng viên thanh niên, cách đây khoảng hơn 10 năm, năm 2011, ông Võ Hoàng Yên có đến khám chữa bệnh cho một số trường hợp bị câm điếc bại liệt, thoái hóa cột sống. Đặc biệt, ngày 29 tháng 7 năm 2011, tại trụ sở Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Phước đã tổ chức hội thảo và cho ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh để kiểm chứng tay nghề. Tại hội thảo có 6 bệnh nhân được ông Yên chữa trị, gồm hai bệnh nhân bị điếc, hai người thoái hóa cột sống, hai người bị tai biến mạch máu, não liệt nửa người. Sau khi được xoa bóp bấm huyệt, các bệnh nhân thuyên giảm được phần nào trong thời gian ngắn, sau đó bệnh tình lại trở lại như cũ. Tuy nhiên, liên quan đến việc cấp phép hành nghề, hoạt động của ông Võ Hoàng Yên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước Quách Ái Đức khẳng định, từ trước tới nay, Sở chưa cấp phép hoạt động hành nghề khám chữa bệnh trên địa bàn đối với ông Võ Hoàng Yên. Tương tự, ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông Y tỉnh Bình Phước cũng khẳng định chưa từng cấp phép hay cho phép ông Võ Hoàng Yên khám chữa bệnh trên địa bàn. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, đây là hình ảnh của cha vợ cũ của ông Võ Hoàng Yên nói đã trả vợ chồng ông Dũng Lò Vôi là 12 tỷ đồng không trả nhanh công an vào xích hết cô chú anh chị ạ à. và thưa cô chú anh chị và các bạn cái chiêu trò của ông võ hoàng yên là gì là tôi khám chữa bệnh miễn phí và cái tiểu xảo của ông võ hoàng yên này là thông qua chính quyền địa phương cô chú ạ à. thậm chí hà tĩnh còn cấp luôn cả một cái trường trung học cơ sở không sử dụng nữa để cho ông làm trung tâm khám chữa bệnh cơ mà nó nó đến mức thế cơ mà còn ngược lại với võ hoàng yên thì cái gì nó cũng thông qua chính quyền còn với những cái tay như Hoài, Linh, Đàm, Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành thì đi từ thiện không thông qua chính quyền. Ê, thế cô chú anh chị ạ. À? Bởi vì rõ ràng như Thủy Tiên mà thông qua chính quyền thì làm gì có chuyện phát 1, 2, 3, 4, 5 rồi đếm một phát lên 10. Làm gì có chuyện là 5 triệu chỉ có 6 tờ 500 nghìn. Còn Hoài Linh thì cứ im ỉm, im ỉm, im ỉm. Đến khi bà Nguyễn Phương Hằng bóc ra thì một tuần thôi liên hệ cơ quan chính quyền giải ngân một phát xong luôn. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, cũng may là nhờ cô Nguyễn Phương Hằng có một cái tiếng nói để có thể dẹp được cái thần y bẩn, dẹp được cái bọn nghệ sĩ bẩn nó không kêu gọi từ thiện ở trên mạng xã hội nữa. Chứ nếu như không có cô Nguyễn Phương Hằng thì chắc là mùa lũ nào cũng là cái mùa tiền về. Và thưa cô chú anh chị và các bạn cho đến thời điểm này thì chắc chắn một điều Võ Hoàng Yên không có một cái đất nào để mà khám chữa bệnh nữa đâu. Và ai cũng hiểu một điều rằng ông Võ Hoàng Yên này là lừa đảo. Nhưng mà có lẽ là một cái điều may mắn với người dân là khi có tiếng nói của cô Nguyễn Phương Hằng thì ai cũng đã nhận ra và không tin cái thần y lừa đảo này nữa. Nhưng mà chắc hẳn một điều rằng ai cũng mong muốn rằng là pháp luật có thể đưa võ Hoàng Yên ra ánh sáng thì phúc tài chính sẽ cùng cô chú anh chị và các bạn nhìn về cái góc nhìn pháp lý với cái vụ ông võ Hoàng Yên tại video tiếp theo nhé. Nếu như cô chú anh chị và các bạn thấy video này hay thì hãy cho phúc một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nhá. Và thưa cô chú anh chị và các bạn, chương trình ngòi bút chính nghĩa vẫn đang diễn ra và sẽ trao thưởng vào ngày 31 tháng 5. Nếu như cô chú anh chị và các bạn có những cái bài thơ, bài viết, bài phân tích nào drama thì hãy gửi cho Phúc qua số điện thoại 0374590012 nhé. Đó chúng chính là cái số Zalo. Và thưa cô chú, anh chị và các bạn, đến với chương trình Ngòi Mút Chính Nghĩa thì bên cạnh những cái món quà về tinh thần còn có cả những món quà về kỷ niệm mà Phúc Tài Chính đã trích những cái phần lợi nhuận từ công việc bán hàng để tạo nên những cái phần quà này. Vậy nên cô chú, anh chị và các bạn có những cái bài thơ nào hãy gửi đến cho Phúc Tài Chính nha. Và ngay sau đây là một clip Phúc Tài Chính chia sẻ về những mặt hàng mà Phúc Tài Chính đang bán. Nếu như cô chú anh chị và các bạn có nhu cầu thì có thể đặt mua hoặc là nếu như biết người thân hàng xóm muốn mua những cái mặt hàng này thì có thể đặt mua qua Phúc Tài Chính. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã mua hàng để ủng hộ cho Phúc Tài Chính và ủng hộ cho chương trình Ngòi bút chính nghĩa. Tiếp theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là thương hiệu Samsung rất là nổi tiếng và đây là loại kẹo cao cấp chất lượng thơm ngon bổ dưỡng. Kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc là loại kẹo giúp cho người bị tiểu đường dùng mà không ảnh hưởng tới sức khỏe, giúp thư giãn thoải mái tinh thần, giảm stress và bớt mệt mỏi, với trẻ em dùng để phát triển trí não và tăng cường trí nhớ, tăng cường sinh lực, bồi bổ cơ thể. Và trong gói kẹo hồng sâm không đường này thì gồm thành phần là cao hồng sâm, vitamin và trong một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể dùng 3 đến 4 viên vừa thơm ngon bổ dưỡng mà lại tốt cho sức khỏe nữa. Và đặc biệt là cô chú anh chị nào bị tiểu đường thì có thể dùng được cái loại kẹo này nha Và một gói kẹo hồng sâm không đường Samsung Hàn Quốc thì rất là lớn Và ở đây sẽ là 500 g cô chú anh chị và các bạn nhé Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua hai gói kẹo sâm không đường Samsung Hàn Quốc Với giá là 195 nghìn Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45 nghìn và để nhận được cái điều hời này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 nha. Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama. Đúng cô chú, anh chị và các bạn, đây chính là kẹo hồng sâm Hàn Quốc. Kẹo hồng sâm Hàn Quốc một gói này sẽ là 200 g nhá cô chú anh chị nhá kẹo hồng sâm hàn quốc là một trong những món ăn vặt bổ dưỡng với sự kết hợp của tinh chất hồng sâm hàn quốc và vitamin c cũng như các sản phẩm bánh kẹo khác thì kẹo hồng sâm không chỉ ngon miệng bổ dưỡng mà giúp chúng ta có một cái hơi thở thơm tho của hồng sâm rất là the mát và kẹo được chiết xuất từ hồng sâm này được đánh giá cao về dược tính đây là sự lựa chọn đúng đắn cho những ai mà muốn thay thế các loại kẹo truyền thống vừa ăn ngon mà lại bổ dưỡng nữa có tác dụng là bồi bổ cơ thể này À, hạn chế cái sự lão hóa tăng sức đề kháng tăng khả năng hoạt động của não bộ chống mệt mỏi và giảm stress và kẹo này có một cái hương vị sâm rất là độc đáo rất tốt cho sức khỏe và đem lại cái cảm giác khỏe khoắn và sảng khoái cho cơ thể ngày hôm nay thì phúc tài chính có một cái combo rất là hời đối với cái kẹo hồng sâm này mà mua hai kẹo hồng sâm với giá là 90.000 thì sẽ được tặng một kẹo hồng sâm với giá là 45.000 Mua hai tặng một cô chú anh chị nhé. Mua cô chú anh chị muốn mua có thể liên hệ với Phúc Tài Chính nha Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất Theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị trà hồng sâm KGC Hàn Quốc Đây là loại trà sâm được rất nhiều người yêu thích là sản phẩm được chế biến dưới dạng trà cao cấp này mang hương vị độc đáo và đặc trưng cho hồng sâm Hàn Quốc với dạng bột hòa tan này dễ dàng mang đi bất cứ đâu cái Phúc tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như nào nhé Thì bên trong hộp trà này sẽ có tất cả là 100 gói như thế này Dạng bột hòa tan rất dễ dàng mang đi Như cô chú anh chị nào mà đi tàu xe có thể mang những cái gói trà nho nhỏ này đi Để uống ngậm trước khi lên xe thì sẽ rất là khỏe Và công dụng của nó sẽ giúp bồi bổ cơ thể nhanh chóng Khiến cho người bị suy nhược, thể trạng kém hay đau ốm Có thể là bồi bổ cơ thể và hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng tăng cường sức đề kháng này giảm căng thẳng mệt mỏi cải thiện tim mạch cải thiện trí nhớ làm đẹp da này thải độc bồi bổ cơ thể cho những người lớn tuổi và đối tượng sử dụng là những người cao tuổi này mắc bệnh tim mạch và những ai mà đang làm việc quá sức và muốn hồi phục sức khỏe một cách nhanh chóng và cách cách sử dụng đó chính là một ngày thì sẽ dùng hai lần mỗi lần pha hai cốc và dùng với nước ấm hay là nước lạnh là tùy thích và có thể thêm đường hoặc mật ong tùy khẩu vị. Nên dùng sau mỗi bữa ăn, lúc thư giãn để chăm sóc cơ thể một cách tốt nhất. Và một hộp trà hồng sâm Hàn Quốc này sẽ nặng là 300g với 100 gói như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé. Vì là 100 gói nên sử dụng được rất là lâu cô chú anh chị và các bạn ạ à. Ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị mua một hộp trà hồng sâm 300g Nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hãng KGC với giá 290.000 thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm trị giá 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Hãy nhấc điện thoại lên và gọi đến số 0374 590 012 để nhận được một cái điều rất là hời này nha. Đặc biệt là với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính vẫn sẽ tặng cô chú anh chị một cuốn nhật ký drama truyền kỳ lưu giữ rất nhiều kỷ niệm đẹp. Cô chú anh chị và các bạn đừng ngần ngại gì cả hãy gọi đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal này nha. Bên trong này sẽ có tất cả là 10 chai nước hồng sâm và có củ sâm ở bên trong và mỗi một chai này thì sẽ là 120 ml cô chú anh chị nhé nước hồng sâm Hàn Quốc 10 chai có củ sâm tươi là sản phẩm được ưa chuộng hiện nay không chỉ trên thị trường Hàn Quốc mà còn có cả nhiều nơi trên thế giới nữa. Đây là cái sản phẩm mà mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao giúp ích cho sức khỏe. Và sản phẩm được làm từ hồng sâm cổ 6 năm tuổi cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây đây chính là bên trong này là có củ sâm nguyên chất này cô chú anh chị này. Và cái cái loại sâm này sẽ là sâm 6 năm tuổi cô chú anh chị nhé công dụng của nó thì sẽ là tăng thể trạng này, bổ sung năng lượng này, hạn chế lão hóa, mát gan, bổ phổi, cải thiện da và rất phù hợp với những người cao tuổi bị suy nhược hay là lao động nặng hoặc là những người mà chơi thể thao. Thì hôm nay Phúc Tài chính có một cái điều rất là hời đó chính là khi mà mua một hộp 10 chai nước hồng sâm có củ với mỗi một chai là 120ml thì cái giá sẽ là 345 000 nghìn cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 000 nghìn và cô chú anh chị muốn đặt mua hãy liên hệ với phúc qua số điện thoại 0374590012 để được hỗ trợ một cách nhanh chóng cô chú anh chị nhé. Đặc biệt với đơn hàng trên một triệu đồng thì bên phúc tài chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp nước hồng sâm samsung hàn quốc hộp 10 chai cô chú anh chị nhé. Trong một hộp này sẽ có tất cả là 10 chai, mỗi chai 100ml như thế này và hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc, một thương hiệu rất uy tín tại Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm và một số thảo dược quý của Hàn Quốc nước uống bổ sung năng lượng này giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi đặc biệt là người già người lao động nặng nhọc và stress cao công dụng là sẽ giúp bổ dưỡng này giải khát tăng sức đề kháng phục hồi thể lực nhanh chóng này bổ gan mát gan mát phổi giảm mỡ máu cải thiện tình trạng thiếu ngủ hạn chế lão hóa tăng đàn hồi của da trẻ lên và kéo dài tuổi thọ và có rất nhiều công dụng trong một chai nước sâm này thì cô chú anh chị nào bị ốm này hay là lao động nặng nhọc mà muốn được phục hồi sức khỏe nhanh chóng thì có thể sử dụng cái chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc này cô chú anh chị và các bạn nhé và ngày hôm nay thì Phúc Tài chính đem đến cô chú anh chị một cái điều rất là hời Khi mua một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Thì cô chú anh chị chỉ cần 145.000 đồng là đã được sở hữu hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung này rồi Và hơn thế nữa cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 nữa chỉ với 145 000 sẽ được ngay một hộp 10 chai nước hồng sâm Samsung Hàn Quốc và một gói kẹo sâm 45 000 Cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái điều hời này nha. Và đặc biệt những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn Cao Hồng Sâm 365 nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái lọ này ra để cô chú anh chị và các bạn xem nhé Đây là một dạng sâm khác là dạng cao sâm cô chú anh chị và các bạn ạ Và bên trong một hộp cao sâm đó sẽ gồm hai lọ sâm như thế này và cao sâm này sẽ giúp bổ sung dưỡng chất bao gồm nhiều vitamin, axit amin, chất khoáng và các yếu tố vi lượng bồi bổ cơ thể, tăng cường thể lực này, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch, phòng ngừa bệnh và ở đây sẽ là dạng cao cô đặc sệt sệt màu cánh rán và cao sâm này sẽ giúp tăng cường lưu thông máu, bổ khí huyết, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, huyết áp và tim mạch đặc biệt là sẽ giúp cải thiện tình trạng mất ngủ, ngủ không ngon giấc và bồi bổ hỗ trợ phòng ngừa và điều trị ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, ngăn ngừa giảm viêm loét dạ dày cô chú anh chị và các bạn nhé. Và đặc biệt là cái hộp này thiết kế là cực kỳ là sang trọng cô chú anh chị và các bạn có thể đem đi biếu tặng cực kỳ là sang và mang lại sức khỏe cho người được tặng nữa Bên trong hộp cao sâm này sẽ có một cái thìa để cô chú anh chị và các bạn múc cao sâm này ra và với một lọ cao sâm này thì sẽ là 240 g cô chú anh chị nhé Hai lọ sẽ là 480 g Và cao hồng sâm cô đặc này là đều là 6 năm tuổi và ngày hôm nay Phúc Tài Chính đem tới cô chú anh chị và các bạn một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua cao hồng sâm 365 Hàn Quốc Sâm 6 năm tuổi hộp 240 gram với giá là 625.000 Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45.000 và để nhận được cái deal này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374 590012 nha và đặc biệt là những đơn hàng trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ gửi tặng ngay cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ Tiếp theo thì Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một dòng sâm cao cấp bên Phúc Tài Chính đó chính là hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300 g với 10 củ lớn và sâm khô nguyên củ hộp thiếc Hàn Quốc được chế biến từ củ hồng sâm 6 năm tuổi là sản phẩm cao cấp của Hàn Quốc không chỉ mang tới hương vị thơm ngon dễ dùng mà còn có tác dụng bồi bổ và chăm sóc sức khỏe rất tốt cho cơ thể đặc biệt là với cô chú anh chị đã có tuổi và thành phần là hoàn toàn từ hồng sâm khô 6 năm tuổi và ở trong đây có tất cả là 300 g hồng sâm khô hộp thiếc với 10 củ sâm khô cô chú anh chị và các bạn nhé. Và Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp sâm này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Và cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là hộp thiếc này và mở chúng ta sẽ mở ở cái nắp như thế này. Và đây là hộp thiếc và khi mà mở cái hộp sâm này thì cô chú anh chị và các bạn lưu ý cho Phúc tài chính là cẩn thận không là cái chỗ này nó sẽ làm đứt tay cô chú anh chị và các bạn nhé Bởi vì nó bọc rất là chắc chắn thì bên trong nó sẽ sâm khô hộp thiếc khi mở ra nó sẽ là một lớp như thế này cực kỳ là chất lượng Tài chính sẽ mở ra cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé Đây như thế này và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây bên trong chính là một hộp gỗ được đóng bọc rất cẩn thận như thế này Và cô chú anh chị có thể nhìn bên trong là những củ hồng sâm khô như thế này Và đây là sâm 6 năm tuổi Và tổng cộng sẽ là 300 gram là 10 củ lớn của chú anh chị nhé Đây là một dòng sâm cao cấp Màu sắc mùi vị của loại hồng sâm cổ 6 năm tuổi này là màu nâu vàng Mùi thơm vị đặc trưng của hồng sâm khô và với hồng sâm khô 6 năm tuổi cao cấp này sẽ giúp bồi bổ cơ thể, phục hồi sức khỏe, giảm mệt mỏi, tăng cường sức đề kháng, giảm sơ vữa động mạch, hạn chế sự lão hóa và làm đẹp da, giảm stress này hỗ trợ suy ngược thần kinh và cô chú anh chị nếu như mệt mỏi cần bồi bổ sức khỏe, người mới ốm dậy hay là người cao tuổi thì rất thích hợp dùng những cái sâm khô như thế này. Và cái sâm khô này chắc chắn là rất nhiều cô chú anh chị và các bạn biết, đó chính là hoàn toàn có thể ngâm rượu và rất tốt cho sức khỏe. Cái này chắc là các chú rất là thích đây. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một hộp là 300 g và với 10 củ lớn thì với giá là 1 triệu 550 nghìn đồng. Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị nhé. Và để nhận được cái deal này, cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi đến số điện thoại 0374590012. Và đặc biệt khi mua hộp hồng sâm khô hộp thiếc 6 năm tuổi 300g với 10 củ lớn như thế này, thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ nữa. Thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc đến số điện thoại 0374590012 để Phúc Tài Chính gửi cái điêu hờ này đến với cô chú anh chị và các bạn nha. Phúc Tài Chính giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn viên đạm hồng sâm nhung hiêu Linh Chi nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp đỏ 120 viên và thành phần bao gồm sâm đỏ nhung hiêu Tinh chất linh chi, sữa ong chúa, vitamin B1, B2, B6, E, C, dầu đậu nành, dầu cọ cùng một số sản phẩm thảo dược quý hiếm khác tạo nên một sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe. Và công dụng sẽ là phục hồi, tăng cường sức khỏe trước và sau khi ốm, phụ nữ sau sinh, phòng ngừa tăng cường khả năng miễn dịch cho người bệnh, điều hòa trạng thái huyết áp tim mạch, hạn chế tiểu đêm cho người già, giải độc gan và thận tốt cho hệ tiêu hóa, phòng ngừa các khối u, hỗ trợ cho người bị tiền đình, thiếu máu, kém ăn, mất ngủ, hạn chế rụng tóc lão hóa, đem lại làn da mềm mịn căng tràn cho người sử dụng. Và nếu cô chú anh chị và các bạn muốn bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là với cô chú đã có tuổi hay là các anh chị muốn mua một cái món quà bồi bổ sức khỏe cho bố mẹ thì có thể sử dụng cái viên đạm hồng sâm linh chi nhung hiêu hộp đỏ 120 viên này. Và ngày hôm nay Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua một cái hộp viên đạm hồng sâm nhung hiêu linh chi hộp đỏ 120 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 590 nghìn thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc nhé. Và để nhận được cái deal này Cô chú anh chị và các bạn hãy gọi ngay cho Phúc qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái deal hời này nha và đặc biệt với những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là hộp hồng sâm thái lát tẩm mập ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và cái hộp này sẽ là 200 g cô chú anh chị nhé. Và bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái hộp này ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào. Và bên trong đó chính là một hộp hồng sâm thái lát tẩm mật ong như thế này Và thành phần sẽ gồm có là Nhân sâm 6 năm tuổi và mật ong rừng nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Và sản phẩm này dùng cho những ai làm việc căng thẳng, mệt mỏi, suy nhược cơ thể, chơi thể thao quá sức và muốn tăng cường sức khỏe đặc biệt cô chú anh chị nào mà người mệt mệt mới ốm dậy thì có thể sử dụng những cái lát sâm tẩm mật ong này sẽ tăng cường sức khỏe và bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng và công dụng của hộp sâm thái lát tẩm mật ong này đó chính là bồi bổ sức khỏe hỗ trợ phòng ngừa ung thư tăng cường trí nhớ bổ máu mát gan bổ thận giảm cholesterol này, phòng ngừa tiểu đường này bên cạnh đó sẽ là tăng cường hệ miễn dịch điều hòa huyết áp kích thích ăn ngon miệng hơn đặc biệt là hộp hồng sâm lát tẩm mật ong này sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn làm đẹp da hạn chế lão hóa thì cách dùng là cô chú anh chị và các bạn ăn hoặc là ngậm trực tiếp vô cùng tiện lợi mỗi khi mà cô chú anh chị và các bạn mệt mỏi căng thẳng thiếu tỉnh táo thì có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này hay là những ngày mà di chuyển đường dài làm việc vất vả tàu xe cộ thì cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm ngay một cái lát hồng sâm tẩm mật ong này để có thể lấy lại được sức khỏe bồi bổ sức khỏe một cách nhanh chóng nhất và để hỗ trợ sức khỏe thì một ngày cô chú anh chị và các bạn có thể ngậm từ 2 đến 3 lát hồng sâm tẩm mật ong này. Và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới cô chú anh chị một cái điều rất là hời đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp hồng sâm tẩm mật ong nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với một cái hộp này sẽ là 200 g cô chú anh chị và các bạn nhé. Cái giá sẽ là 350 000 nghìn và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo hồng sâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 45 000 nghìn. Và để để nhận được cái điều rất là hời này, cô chú anh chị và các bạn có thể gọi ngay đến số 0374590012, phúc tài chính hỗ trợ gửi sản phẩm đến cô chú anh chị và các bạn một cách nhanh nhất nhé. Theo phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn một sản phẩm rất là đẹp và bổ dưỡng đó chính là mật ong sâm Hàn Quốc mật ong sâm Hàn Quốc với lọ là 580g thì Phúc Tài Chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé Bên trong cái hộp này sẽ là một hũ mật ong sâm nặng 580g và được đặt trong một cái bình thủy tinh rất là an toàn cho sức khỏe như thế này. Và đây là sản phẩm được tinh luyện từ những củ sâm 6 năm tuổi của Hàn Quốc với quy trình tiên tiến luôn được đảm bảo nghiêm ngặt những yêu cầu kỹ thuật. Sản phẩm này được coi là thực phẩm an toàn bổ dưỡng cho sức khỏe và và trước khi lấy ra thì chúng ta sẽ khuấy đều và múc ra chén. Cô chú anh chị và các bạn có thể dùng trực tiếp hoặc là pha loãng ra với nước, dùng tốt nhất vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và vào buổi trưa. Và cô chú anh chị có thể nhìn thấy ở đây, đây chính là những cái lát sâm được ngâm với mật ong. Và đây chính là một sản phẩm rất tốt cho sức khỏe. Và với hộp đựng sang trọng đẹp mắt như thế này thì đây cũng sẽ là một món quà rất tốt để đi biếu tặng trong dịp lễ Tết. Và ngày hôm nay Phúc Tài chính mang tới một cái điều rất là hời Đó chính là khi cô chú anh chị và các bạn mua một hũ mật ong sâm 580 g với giá là 250.000 đồng Thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay 10 gói trà sâm như thế này Và để nhận được cái điều này thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi cho Phúc Tài chính qua số điện thoại 0374 590 012 để nhận được cái điều hời này nha Và đặc biệt là những đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài chính hân hạnh gửi tới cô chú anh chị và các bạn cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu lại những ký ức đẹp nhất trong drama chị đây chính là nước hồng sâm chính phủ KGC này và cái thành phần trong này sẽ gồm thành phần nước tinh khiết 0,36% tinh chất hồng sâm hàn quốc 6 năm tuổi cô đặc và những cái thực phẩm hỗn hợp cô đặc mạnh nha hương thảo mộc rất là tốt cho sức khỏe và cái công dụng của nước hồng sâm chính phủ KGC này sẽ là giảm stress này mệt mỏi căng thẳng nhức đầu giúp tỉnh táo tinh thần nâng cao cái hệ thống miễn dịch này phòng ngừa tiểu đường đẹp da chống oxy hóa bên trong một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ là chia ra 6 gói lớn như thế này bên trong là có tất cả là 30 gói nhỏ như thế này cô chú anh chị nhé và mỗi gói nhỏ như thế này thì sẽ là 70 mil 70 mil và với một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC sẽ có giá là 780.000 cô chú anh chị nhé và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 000 cô chú anh chị nhé. Đây là một cái deal rất hời bởi vì bình thường ở ngoài một cái hộp nước hồng sâm chính phủ KGC này có thể lên đến 900 950 000 cơ. Nhưng với Phúc Tài Chính thì nhập được những cái giá tốt. Đặc biệt với đơn hàng trên 1 triệu đồng thì bên Phúc Tài Chính gửi tặng đến cô chú anh chị và các bạn một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất. Tiếp theo là Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Ở đây sẽ có hộp tất cả là 30 gói như thế này cô chú anh chị nhá và một gói sẽ là 70ml. Và tài chính sẽ mở ra để cô chú anh chị và các bạn cùng xem bên trong như thế nào nhá. Và bên trong hộp hồng sâm chén Hàn Quốc thì được chia thành 6 hộp nhỏ như thế này và có tất cả là 30 gói 70ml như thế này cô chú anh chị và các bạn nhé Và với nước hồng sâm chén nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ hồng sâm nguyên chất hảo hạng 6 năm tuổi kết hợp với các loại thảo mộc thiên nhiên rất tốt cho sức khỏe cơ thể, hỗ trợ tăng cường sức khỏe, phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là người mới ốm dậy và những người cao tuổi. Và công dụng của nước hồng sâm chén Hàn Quốc là sẽ hỗ trợ sức khỏe ổn định, giúp cơ thể phục hồi nhanh chóng, hồi phục cơ thể suy nhược, kém ăn, rụng tóc khó tiêu, hỗ trợ thải độc cơ thể rất tốt cho những người làm việc trong môi trường không trong lành tăng cường sức đề kháng này hỗ trợ tăng cường trí nhớ khả năng tập trung đồng thời tăng sự trao đổi chất cho cơ thể khỏe mạnh thì cô chú anh chị nào mà sức khỏe yếu làm việc vất vả quá sức hay là người mới ốm dậy thì khi mà uống cái sâm này sẽ tăng cường được sức khỏe để bồi bổ cơ thể sau những cái trận ốm và những cái sản phẩm sâm như thế này thì phúc tài chính cũng rất là hay mua cho bố mẹ của phúc tài chính uống nên là phúc tài chính mới thích bán cái sản phẩm như thế này thấy ở đây cái hộp này nó rất là lớn và nó sẽ nặng khoảng tầm khoảng là hơn 2 cân cơ Chính vì vậy nên là đây cũng sẽ trở thành một cái món quà đi biếu rất là sang trọng và lịch sự Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính có một cái deal rất là hời Dành cho những cô chú anh chị mua cái nước hồng sâm chén Hàn Quốc này Thì khi mua một hộp hồng sâm chén Hàn Quốc với giá là 415 nghìn Thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45 nghìn Và đặc biệt những cái đơn hàng trên một triệu đồng Thì Phúc Tài Chính cũng sẽ tặng một cuốn nhật ký drama do Phúc Tài Chính chắp bút viết cô chú anh chị và các bạn nhé. Theo Phúc Tài Chính giới thiệu đến cô chú anh chị gói gia vị sâm hầm gà. Đây là món ăn rất là truyền thống nổi tiếng và khi cầm cái gói này thôi mà Phúc Tài Chính đã ngửi thấy mùi sâm rất là thơm ngon rồi. Và đây là một món ăn ngon, bổ dưỡng vì là có nhân sâm. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây, một gói này nó sẽ có từ 2 đến 3 củ nhân sâm ở đây rất là tốt cho sức khỏe cô chú anh chị ạ và trong một cái gói này nó sẽ gồm 7 vị và 70 g gồm 40 g hoàng kỳ 15 g táo khô Hàn Quốc 15 g ngũ da gai Hàn Quốc 10g cắt căn Hàn Quốc, 5g đường quy Hàn Quốc Và vào những ngày xe xe lạnh hay là người cô chú anh chị và các bạn có cảm thấy là mệt mỏi Khi đó chúng ta thưởng thức cái món gia vị gà hầm sâm Hàn Quốc này Chúng ta sẽ lấy lại được sức khỏe và bồi bổ cơ thể rất là tốt Và cái cách dùng ở đây đó chính là một cái gói này chúng ta có thể sử dụng được cho ba con gà cô chú anh chị và các bạn nhé Hoặc là tương đương với ba lần nấu Thì trong cái quá trình chúng ta hầm gà thì chúng ta không cần phải bỏ bất cứ một cái gia vị nào để thưởng thức được trọn vẹn cái hương vị nhân sâm trong cái gói gia vị sâm hầm gà Hàn Quốc này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời Kim mua combo 3 gói gia vị sâm hầm gà nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 300 nghìn thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm Hàn Quốc với giá là 45 nghìn và cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện tới số 0374 590 012 để nhận được một cái điều hời này nha và với đơn hàng nào trên 1 triệu đồng thì Phúc Tài Chính sẽ tặng ngay cô chú anh chị và các bạn cái cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Phúc Tài Chính gửi tới cô chú anh chị và các bạn đó chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc. Cô chú anh chị và các bạn nhé. Thì bây giờ Phúc Tài Chính sẽ mở cái túi đông trùng hạ thảo này để cô chú anh chị và các bạn cùng xem nhé. Đây là hộp rất là lớn cô chú anh chị và các bạn ạ. Và đây khi mở ra chính là hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc như thế này. Và bên trong cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn thấy ở đây Đó chính là bên trong sẽ gồm có tất cả là 6 hộp nhỏ Và bên trong mỗi hộp nhỏ như thế này thì sẽ có tất cả là 10 gói Mỗi gói là 30ml Và ở đây đều có tem mát dãn nhán đầy đủ như thế này và thưa cô chú anh chị và các bạn, đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc Chiết xuất từ đông trùng hạ thảo này, nấm linh chi, cam thảo quế và có tác dụng là sẽ hỗ trợ này, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ chức năng thận này, chống lại tác dụng xấu và có tác dụng với huyết áp nhờ khả năng lưu thông máu này, giúp ổn định nhịp tim cho người có bệnh tim mạch sơ vữa động mạch và đặc biệt là sẽ giúp cho cơ thể khỏe khoắn, ngăn ngừa nhiều bệnh tật tuổi già, giúp hệ thần kinh hoạt bát và giảm stress, phù hợp với tất cả mọi đối tượng này, đặc biệt là người bị bệnh tim, cao huyết áp và người bị mắc bệnh về hô hấp. Và từ xa xưa thì đông trùng hạ thảo đã là một bài thuốc dân gian tăng cường sức khỏe, bồi bổ sức khỏe giúp ích cho con người rất là nhiều, đã từ ngàn xưa để lại những cái phương thuốc quý hiếm như thế này. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi cô chú anh chị mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với giá là 950.000 thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo sâm 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé. Đây là giá rất là hời mà bên Phúc Tài chính có được thì cô chú anh chị và các bạn hãy nhanh tay gọi điện đến số điện thoại 0374590012 để nhận được cái deal hời này nha. Và đặc biệt đó chính là khi mua hộp đông trùng hạ thảo hộp đỏ 60 gói này thì cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để ghi lại những cái ký ức đặc biệt nhất về drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Cô chú anh chị nào theo dõi Phúc Tài Chính thì sẽ biết rằng có một giai đoạn Phúc Tài Chính đi làm marketing cho một công ty nhập khẩu những cái hàng chính hãng từ Hàn Quốc. Chính vì vậy nên Phúc Tài Chính vừa làm marketing mà vừa nhập những cái mặt hàng này về bán luôn. Vì vậy nên rất đa dạng những mặt hàng về đông trùng hạ thảo. Cô chú anh chị và các bạn có thể nhìn trên màn hình, bên Phúc Tài Chính còn có thêm 3 loại đông trùng hạ thảo nữa. Rất nhiều loại để cô chú anh chị và các bạn có thể lựa chọn với đầy đủ mẫu mã, kiểu dáng. Thì đầu tiên ở trên góc trái màn hình của cô chú anh chị và và các bạn đó chính là đông trùng hạ thảo gỗ đen Kangwa 60 viên nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc và có một cái điều rất là hời đó chính là một hộp đông trùng hạ thảo gỗ đen Kangwa nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì sẽ với giá là 1 triệu 050 nghìn và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một kẹo sâm 45 nghìn theo là ở phía bên tay phải của cô chú anh chị và các bạn đó chính là đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng kangwa 60 gói và mỗi gói là 30 ml và ngày hôm nay phúc tài chính cũng có một cái deal rất là hời đó chính là khi mua một hộp đông trùng hạ thảo hộp gỗ vàng kangwa 60 gói 30 mil 950 nghìn và được tặng ngay một kẹo sầm 45 nghìn và tiếp theo đó chính là loại đông trùng hạ thảo đặc biệt nhất đó chính là đông trùng hạ thảo thượng hạng Nguyên con hộp 45 gram loại to Với một cái deal rất là hời Đó chính là với một hộp này Giá sẽ là 2 triệu 850 nghìn Và cô chú anh chị sẽ được tặng ngay Một gói kẹo sâm 45 nghìn Cô chú anh chị và các bạn nhé Và cô chú anh chị cảm thấy ưng ý Về loại đông trùng hạ thảo nào Thì có thể lựa chọn Và nhấc điện thoại lên gọi điện ngay cho Phúc Tài Chính Với số 0374590012 Để nhận được cái deal hời này nha và với mỗi một hộp đông trùng hạ thảo thì cô chú anh chị sẽ được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ để lưu giữ lại những ký ức đẹp nhất trong drama cô chú anh chị và các bạn nhé. Theo phúc tài chính giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn, viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc với hộp là 120 viên. Và viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này thì được chiết xuất từ lá thông đỏ có tuổi thọ từ 100 đến 200 năm ở Hàn Quốc hỗ trợ điều trị các vấn đề liên quan tới huyết áp này tăng khả năng miễn dịch cho cơ thể và đặc biệt là điều trị các bệnh liên quan đến vấn đề tim mạch, tăng cường chức năng gan, ngăn ngừa hỗ trợ ngăn chặn một số loại khối u gan dạ dày, hỗ trợ rối loạn nội tiết tố, thanh nhiệt cơ thể, hỗ trợ tinh thần. Và những ai thì nên sử dụng viên tinh dầu thông đỏ Quang Đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc, hộp 120 viên này thì đó chính là những người lớn tuổi này sức khỏe suy giảm, có nguy cơ mắc bệnh mỡ máu tim mạch hay là những người gan thận hệ thần kinh suy giảm thì với những cô chú anh chị nào đang quan tâm về vấn đề sức khỏe thì viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc này cũng là một sự lựa chọn mà rất nhiều cô chú anh chị và các bạn lựa chọn và ngày hôm nay thì Phúc Tài Chính mang tới một cái điều rất là hời đó chính là khi mà cô chú anh chị và các bạn mua một hộp viên tinh dầu thông đỏ quang đông nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 120 viên này thì cái giá là 1 triệu 290 nghìn đồng và cô chú anh chị và các bạn sẽ được tặng ngay một gói kẹo xâm nhập khẩu chính hãng từ Hàn Quốc 45.000 đồng cô chú anh chị và các bạn nhé không chỉ thế, cô chú anh chị và các bạn còn được tặng ngay một cuốn nhật ký drama truyền kỳ ghi lại những dấu ấn đặc biệt nhất trong drama lịch sử này. Mình cảm thấy rất là vui trong cái quá trình mà bán những cái mặt hàng này thì đã nhận được rất nhiều những cái lời khen ngợi từ cô chú anh chị. Và ngày hôm nay Phúc Tài Chính sẽ đưa những cái feedback lên để cô chú anh chị và các bạn cùng tham khảo nếu như còn đang lưỡng lự mua hàng từ Phúc Tài Chính nha. Có một chị đã gửi về cho Phúc làng, chị xài thấy tốt em ạ, à. em cảm ơn chị nhé Chị nhận được hàng rồi em nhé, cảm ơn em, dầu gội ok lắm em Dạ vâng ạ, à, em cảm ơn chị ạ à. Và tiếp theo là feedback từ đơn ăn cung Cháu ơi, cô đặt thêm hai hộp nữa nhé, tổng cộng là 5 hộp Cô giới thiệu thuốc nhà cháu cho nhiều người mua đấy Vì mẹ cô bị tai biến gần 2 năm nay rồi, tay cứng uống 3 hộp giờ tay mềm lại rồi Chị Lan Nguyễn có comment rằng chị dùng dầu gội thích lắm. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. À. Chúc em ngày mới vui vẻ xinh tươi, bán đắt hàng nhé. À hôm qua chị dùng kem chống nắng rồi, thấy được đấy em. Dạ em cảm ơn chị nhé. Em ơi, mai ship cho chị 3 thùng sâm nhé, giờ nào cũng được tại tòa A3 Vinhome. Dầu lạnh xài kết quả lắm Phúc ơi, cảm ơn nhiều. Dạ cháu cảm ơn cô nhé. Chị nhận được kẹo rồi, kẹo sâm của Phúc Tài Chính thơm ngon lắm. Cô Hồng Hải nói rằng là cháu bán hàng cũng chuẩn, cô đã mua hàng của cháu rồi, hàng chất lượng, giá rẻ. Theo cô Chu Ninh có comment rằng sản phẩm nhuộm tóc này rất tốt, cô đã sử dụng rồi, cảm ơn cháu Phúc Tài Chính nhé. Dạ cháu cảm ơn cô nhiều nhé. Và đó chính là những lời chia sẻ từ những cô chú anh chị đã mua hàng từ Phúc Tài Chính. Và Phúc Tài Chính cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Và trong quá trình mua hàng, cô chú anh chị có bất kỳ một cái vấn đề nào gặp xảy ra thì có thể liên hệ ngay với Phúc Tài Chính để Phúc Tài Chính được hỗ trợ cô chú anh chị và các bạn kịp thời nhé. Trước khi cô chú anh chị nhận hàng từ shipper thì cô chú anh chị có thể là yêu cầu shipper mở hàng ra để kiểm tra hàng một cách chắc chắn trước khi gửi tiền cho ship bởi vì Phúc Tài Chính đã cài đặt cái chế độ trên hệ thống là khách hàng được quyền mở ra để kiểm tra hàng nên cô chú anh chị hãy cứ thoải mái yêu cầu ship Shipper, mở cái thùng hàng ra để cô chú anh chị kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Cô chú anh chị cảm thấy hài lòng thì mới nhận hàng và gửi tiền cho ship. Còn có bất cứ vấn đề gì cô chú anh chị hoàn toàn có thể từ chối nhận hàng. Phúc Tài Chính chỉ mong rằng sẽ đảm bảo được chất lượng hàng tốt nhất đến với cô chú anh chị và các bạn và trong cái quá trình vận chuyển hàng cũng sẽ xảy ra những cái sơ suất không đáng có thì gặp bất cứ vấn đề nào cô chú anh chị và các bạn hãy liên hệ với Phúc Tài Chính qua số điện thoại 0374590012 đừng ngần ngại cô chú anh chị và các bạn nhé Phúc Tài Chính sẽ luôn ở đây để hỗ trợ cô chú anh chị